Bà Trang nghe thấy cô chưa? Yes. Okay, very good. Now, okay, so what animals can you see? Ở đây là các cái bóng của con động vật đúng không? Thì con sẽ xem là những con động vật này là con động vật nào nhá. Được chưa? Nào, con bắt đầu trả lời đi. So what animals can you see, Bảo Trang? Bắt đầu từ con đầu tiên. Con đầu tiên là con gì? Goat. Chính xác. No. Goat á. Goat. Cái sừng của nó sẽ xa dài hơn. Con này sừng rất là ngắn. Nó là con gì? Sheep. Chính xác. Sheep nha. Ok. Tiếp tục. Hai. What is this? What animal is this? Mouse. A mouse. Đó. Tiếp tục. Thứ ba. Horse. Cow. Không phải horse. Horse là con ngựa. Đây là con bò chứ. Cow. Được chưa? Số 4. Me. B. Chính xác. Ok. Very good. Số 5. Jellyfish. Jellyfish. Chính xác. Rất tốt. Số 6. Lizard. Lizard. Đúng rồi. Số 7. Rock. Frog. Chính xác. Đúng rồi. Rất là tốt. Ok. So what can a sheep do? What can a sheep do? Kiều có thể làm gì ở con? Jump, run, or swim, or fly, or sing, or catch? What can a sheep do? Run. They can run. Okay. So what can a mouse do? What can a mouse do? Run. Run. Very good. So what can a jellyfish do? Swim. Swim. Chính xác. Tốt. Okay. Very good. Now, read the sentences and write animals. Trong bài tập này thì con sẽ đọc cái định nghĩa và xem cái định nghĩa đó nói về cái con động vật nào. Có hiểu không hả Bảo Trang? Yes. Nào, ra cho cô.
Bài này khó không Yes. con? Ừ. Cho thêm 2 phút nữa để suy nghĩ, sau đó con sẽ chữa nhá. Cho con thêm 2 phút nữa. Câu nào làm được thì làm nốt. Được rồi, cô sẽ chữa nhá. Nào, câu số 1 này. Câu example đã. I'm green and brown. You can find me in and next to water. Tôi màu xanh hoặc là màu nâu. Bạn có thể nhìn tìm thấy tôi trong trên trên nước hoặc là cạnh nước. Ở đây ý là bạn có thể tìm thấy tôi ở dưới nước này và bên cạnh những cái khu vực hồ, sông, suối. Thì đây chính là a crocodile. Câu này đúng, chính xác. Câu số 1.
I'm great and my body is very fat. I can swim and I can walk too. Tôi mẫu xám và thân hình của tôi rất là béo. Tôi có thể bơi và tôi cũng có thể đi bộ nữa. Thì đây chính là hippo. Con hạ mã thì con. Tôi không nghĩ ra. Tôi rất là béo mà. Tôi có thể vừa bơi và tôi cũng có thể đi đi được mà. Được chưa? Tiếp tục này. Câu này chính xác. A monkey. Câu số 3 này. I'm long. I eat meat. I haven't got legs. Tôi rất là dài này. Tôi ăn thịt và tôi không có chân. Con nào? Con nào? Con nào không có chân? Bảo Trang. Con nào rất là dài? Con rắn. Snake. Tiếp tục câu số 4. I'm small and long. I eat insects. I can run. Tôi nhỏ và tôi rất là dài. Tôi ăn côn trùng và tôi có thể chạy. Thì đây chính là con lizard. Con thằn lằn. Để chưa? Tập trung vào. Câu số 5. I'm big and white. I can walk on two legs and I like eating fish. Tôi rất là to lớn và tôi màu trắng. Tôi có thể đi bằng hai chân và tôi thích ăn cá. Con này là con gì? Con gì sống ở Bắc Cực kia? Con nào? Con gấu. Tiếng Anh con ơi. Là gì? Gấu Bắc Cực tiếng Anh là gì? Polar bear. Tập trung vào. Câu số 6. I'm gray and brown. I got really long ears. Tôi màu xám và tôi màu nâu. Tôi có một cái tai rất là dài. Đây chính là con lừa. Câu chọn kì. Câu cuối cùng. I catch insects and eat them. I've got 8 legs. Tôi ăn côn trùng. Tôi bắt côn trùng và ăn nó. Tôi có 8 chân. Thì đây chính là con nhện. Spider. Có hiểu không? Yes. Ok, sao bài này không làm được nhiều thế con? Được rồi. Ok. Về nhà làm nốt cho cô các câu 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14 nhớ chưa à, Bảo Trang? Yes. Và luyện đọc đi nhá. Cô thấy đọc vẫn chưa rõ lắm đâu nhá. Ok, được rồi. Ok. Ok, được rồi. Nếu thử làm nốt một câu này xem nào. Thử làm cho cô câu số 8 xem đã hiểu chưa nào. Làm cho cô câu số 8. I've got body is white or black. I say bar. So what animal is this? A sheep. A sheep. Chính xác. Đúng rồi. Ok, hiểu cách làm rồi đấy. Tương tự về nhà làm cho cô các câu còn lại. Đã rõ chưa Bảo Trang? Yes. Ok, thôi được rồi. Ok, được rồi. Hôm nay cô sẽ cho nghỉ tại đây. Được chưa? À, nhớ là về nhà làm bài tập luyện đọc và luyện viết chính tả. Nhớ chưa con? Yes. Ok. Ok, so this is the end of the lesson today. So goodbye and see you next time. Goodbye. Goodbye, teacher. Ok, tạm biệt.